mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi ra lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết lên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về giờ bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe, chợ thêm đông chợ vui bên trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la. Chị cho em mua cái dĩa này. Dạ. Cho em 35 ngàn. Cảm ơn chị. Ủa sao đây bán giá mắc dữ vậy cô? Đây bán giá đúng theo quy định. Sao con tôi nói có 10 ngàn à? Không có đâu chú. Coi chừng con của chú mua phải đĩa sao chép lại. Vậy cô có thể cho tôi xem thử được không? Dạ được, chú cứ tự nhiên. Dạ cảm ơn cô. Em ơi, nhận chương trình mới. Chương trình gì vậy anh Tâm? Chương trình ca nhạc trẻ. Dạ, đợi em chút. Chương trình coi được không anh? Dạ, tốt lắm, cô lấy cho tôi đi. Dạ, đợi chút. Chú, mua giùm tờ giấy số. Thôi, tôi không có mua đâu. Tiền đâu mua giấy số? Ủa? Anh Tâm, em nè, Hương. Không nhận ra em hả? Hương Quyền Hương nè. Ủa, Hương phải không? Ừ. Chờ anh một lát nha. Ồn ào quá mấy đứa ơi. Tao đã gấp rồi. Của tao đó. Thôi, trả tao. Mày mới gấp mày không? Ăn tham quá đi. Không, của tao à. Tại mày gấp được bộ. Trả đi. Không, tao gấp trước mà. Mày giành ăn của tao hả? Trả tao. Trả em liền. Không có được. Trả mày nè. Của tao. Của tao. Của tao. Của tao. Của tao. Cái này của tao. Cái này của tao. Cái này của tao nè. Của tao. Trả tao. Cái này của tao. Của tao làm gì vậy hả? Chết đói hay sao mà giành ăn dữ vậy hả? Em khóc này thấy không? Nín đi con, nín. Hừ quá. Ăn đi. Khổ ghê. Nè con, ăn. Rồi mày mà má la tao á. Trời ơi cái gì vậy? Mỗi đứa cầm một chén đi một nơi. Đi, đi. Lại lên. Ăn là tội mày á, tại mày đuổi ra.
Xong chưa em ơi? Anh đem nồi cơm lên giùm em đi. Thôi nghỉ đi con. Dạ. Rồi, ăn cơm đi con. Dạ. Xong rồi anh ơi. Để con bới cơm cho. Chén này của mẹ. Cảm ơn con. Của Tuyền nè. Ừ. Còn chén này của con. Mời ba mẹ ăn mời cơm. Mời ba mẹ ăn cơm. Ăn cơm đi con. Mình cứ ăn đi, chừa lại nó một chút thôi. Ba ơi, ba cho con miếng cơm. Cho con miếng nữa. Hết rồi. Ba cho con miếng đi. Con đói bụng quá à. Nãy mày ăn nhiều hơn tao á. Không dám đâu, lúc nãy tao ăn có chút xíu à. Nãy mày ăn nhiều hơn tao á bộ. Ba cho con miếng đi. Miếng. Con chưa có no. Đây đi. Dạ. Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu. Chiều này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tôi gối đầu mỗi đêm, ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào. Hương, 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 cho anh xin lỗi nha. Buông tôi ra. Hương. Tôi về. Sao lại về? Tôi về nấu cơm cho tía má tôi. Tự nhiên về nấu cơm cho tía má tôi. Chứ làm sao? Anh biết tôi chờ từ hồi mấy giờ không? Từ lúc á mặt trời mới lú lên, bây giờ trưa chờ rồi. Không lẽ giờ bắt tôi chờ ở đây, chờ tới khi cơm chín hả? À, chờ đi, chờ nào cơm chín tôi ra. Gì kỳ vậy? Chờ cơm chín chắc anh chín luôn á. Mắc gì chín? Nè. Hế. Sao vậy? Thì chạy đến đây nè, rồi rạp chặt cái giò vô xe nên mới sưng vậy nè. Ui ai. Cho anh xin lỗi nha. Ôm hoài lỗi phải gì? Ông mà sao em không vui? Ai biểu ba em ngồi đây chờ, người qua kẻ lại dòm ngó kiểm chết luôn. Hẹn tôi ra làm chi vậy? Nói gì nói đại đi. Tôi tính vậy nghe. Tính vậy. Chuyện vui ha.
Tôi tính là... Nói đại đi. Nhìn gì? Không lẽ hai đứa tụi mình hẹn nhau hoài vậy hả? Thôi tôi không biết rồi. Giờ anh tính sao anh tính đi. Tôi kêu ba má tôi qua nhà Hương. Mà tôi nói trước nha, cái tướng của tôi không có con nó giỏi cho anh đâu. Không dám đâu. Gặp tay tôi hả? Muốn có hay không á là chuyện nhỏ. Bộ anh là ông trời ha? Không trời gì hết. Tại vì tôi nắm được khoa học kỹ thuật thôi. Thì không? Dốc chạy đánh á. Để dành đi. Em giữ cho anh chứ buồn. Thì anh đây nè, ai khác đâu mà giữ. Khuya đêm nay ngồi chờ nước lớn, nỗi buồn đau cứ canh canh bên lòng. Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo không cùng, còn chỉ buồn hơn ngày ban chiều. Để tô điểm loan phòng cho những cái còn xuân. Đến khi họ cất bước sang ngang, lại không một lời hỏi han từ giả. Đến đôi chiêu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã, mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới khoang thuyền. Ngọn gió đêm đông đừng mình ơi. Đừng có nói với tôi là mình thích đi bán chiếu nha. Cũng dám lắm. Tôi nhổ sào cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng nắng tiểu một nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi yên sau lấy đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ giường xưa. Hỡi ơi con sông Phùng Hiệp chạy ra bãi ngàn thì là sao điểm thứ bảy kiếm quà ông ra phải đi mẹ ông. Không phải đâu. Thành phố thời mở cửa, kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng mở rộng. Hình như đi mày nè. Em ơi, ra coi phim nói về xí nghiệp của anh nè. Không phải đâu. Nói về nè. Tìm thị phần mới. Nói về việc sao chép đĩa lậu. 13. Bán tùm lum ngoài thị trường á. Cái thị trường của Việt Nam lúc bây giờ là cái nhu cầu đĩa CD thì nó có khoảng 20-25%. Mà đặc biệt những năm đó là dĩa nhạc hải ngoại, nghĩa là tràn ngập ở trên thị trường Việt Nam. Tại sao Việt Nam mình không sản xuất được cái dĩa CD? Khi nghiên cứu về cái khoa học công nghệ mà sản vậy các anh không có biện pháp gì sao? Nó đòi hỏi về đầu tư đồng thì cũng đang rất lớn. Nhưng mà tụi này quý quyệt lắm. Từ đó cái suy nghĩ như thế nào? Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn chứ. Cao này, máy thì còn đang hát mà đã ngủ khì. Mình đi vô giường ngủ cho ngon kìa. Vô giường. Trời ơi, mệt quá. Ngủ lúc nào cũng hay. Ngủ đi con. Nói nghe nè, cái ông bán chiếu á, ổng gặp lại cái cô gái đó, cổ có chồng chưa vậy? Có rồi. Năm đứa rồi. Ông nè. À quên nữa, sáng gặp anh Tâm á. Tâm? Tâm nào? Anh Tâm bạn anh á. Thằng Tâm? Thằng Tâm bạn tôi? Đúng rồi. Mà gặp nó làm gì? Thì đi bán vé số rồi gặp ảnh vậy á. Ảnh đường hay cốc nhái? Gặp bà nó nói chuyện gì? Có nói được gì đâu. Ảnh lo lu bu công chuyện. Ảnh mà gặp mình chắc ảnh mừng lắm á. Mừng gì? Mừng để bắt tôi lần nữa hả? Nè đừng có dỗ mừng nghe không. Tôi bây giờ nè, tôi đạp xích lô làm ăn chân chính mà. Tôi đâu có bán băng lậu đâu, tôi sợ. Chuyện cũ mà nhắc lại làm gì? Hình như là anh muốn giúp mình á. Cảm ơn à.
Hồi đó đi bán băng cho ông Tám cũng đỡ. Giờ đạp xích lô nè, cực lực mà không đủ lo cho lũ nhỏ. Thì tại vì thấy mình cực người ta mới giúp. Chuyện tình nghĩa mà. Tình nghĩa? Có một thời bài với nó cũng tình lắm á. Ông nói gì kỳ vậy? Chứ không phải hả? Hồi đó nó cũng mê hoài vậy. Ông á, và nhất hồi đó người ta còn con gái son trẻ, người ta theo tôi cũng giống như ông thôi. Có gì đâu mà nói bóng nói gió hoài. Bà hay lắm á. Nhưng mà tôi vui đó. Ưa hay không ưa kệ mình. Tôi thấy ảnh có công chuyện mần ăn khấm khá, tính bàn với mình, gặp ảnh rồi nhờ ảnh giúp đỡ. Chết đói chịu, nhờ nó mang nhục. Mình á, bạn bè giúp nhau là chuyện thường, có gì đâu mà tự ái. Ai giúp cũng được hết á, nhờ thằng Tâm hả? Khỏi nói nhiều. Không lẽ giờ thất nghiệp rồi chạy gạo từng ngày hoài. Nói nghe, rồi mấy đứa nhỏ nữa, bộ mình muốn nó nghỉ học luôn hả? Nó hứa lèo. Rồi bà nghe nó rồi bà về làm khó làm dễ tôi hay sao? Trời, tôi rảnh nó quá mà. Xí nghiệp phá sản giải thể, tay nghề cao như tôi vậy nè, phải không mà còn bỏ hãng mà đi nữa. Còn bây giờ sản xuất ra bao nhiêu bên ngoài á, nên lậu nó bán rẻ. Sắp chết tới nơi mà còn bị đặt nổ. Mà nó nổ sao mà mê mẩn dữ vậy? Anh á, đừng có coi thường người ta nha. Xưa khác nay khác. Bà cũng tính cái mồi xưa khác nay khác nữa phải không? Xưa nay gì cũng vậy hết á. Tiền chợ nè, tiền học nè, tiền điện nè, tiền nước nè, tiền áo nè, tiền quần nè, tiền thuốc nè. Nè, tôi bỏ thuốc lá rồi nghe, không có nói vô cái khoản đó nữa. Em nói là em nói tiền thuốc uống kìa. Nè, suy dinh dưỡng nè, tính sao tính. Nhưng trách nhiệm nuôi con không phải mình tôi. Đúng, nhưng đâu phải mọi thứ trong nhà này đều trông chờ vô tờ giấy số đâu. Một ông chồng nè, năm đứa con nè, sao chịu nổi? Vậy mà nói cái tiếng này á, em sợ, không có con nói giỏi. Đụng tới là bầu. Năm một hoài à, không nghèo sao được. Tại ai? Lúc sanh ba, tôi nói thôi hai đứa được rồi. Không chịu, đòi hoài. Vợ năm đứa rồi, lấy gì mà ăn? Xí nghiệp làm ăn thất bát giải tán, người ta giữ lại làm ở xứ nghiệp bởi vì có tay nghề cao. Không chịu, đòi đi ra ngoài mừng ăn buôn bán. Thay ông Tám đi bán băng lậu bị bắt, không nhờ anh Tâm xin cho thì giờ sao? Nè, đôi bông tai nè, ba má tôi cho tôi ngày cưới cũng đem đi cầm hết, cầm rồi bán. Rồi giờ cái rổ nó bích luôn rồi mà còn nhắc lại à? Chuyện nó lâu quá trời luôn à. Nói tới thì thôi, trời sinh voi sinh cỏ, đi ra cắt một cánh cỏ về cho tụi nó ăn đi. Bày voi lít nhít này nè, không phải do mình tôi nghe chưa, do bà. Phải rồi, tự mình ơn tôi đẻ.
Dạ bảy. Dạ bảy. Dạ. Chuyện gì vậy hả? Mày làm gì kỳ vậy? Con đang tập thể dục. Mày đừng nói ngang nha. Thể dục thì mày giống mắt trên phong. Tại giật vậy. Nè, đừng có thấy tao đơn chiếc một mình đó rồi mà làm tàn nha. Ai chứ tao không có ngán đâu. Dạ. Vì nói là không ngán ai? Người nào không có biết điều. Tôi biết điều chứ hay lắm chứ. Nãy giờ tôi biết yên tôi nghe gì hay nói. Ủa mà gì hay nói ai là thằng? Sáng nào cũng chắc 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 bùm bùm ai chịu nổi. Tao là người ăn chay niệm Phật, sáng sớm là phải tụng kinh. Vậy mà mày cứ chắc bùm chắc bùm chắc bùm. Bên tai của tao nó nghe ầm ầm vậy. Làm sao tao tĩnh tâm được? Dì hai thông cảm cho con. Tập thể dục nhịp điệu phải có nhạc nền chứ. Sao thông được? Kìa kìa, mày coi ông Năm kìa. Đó, mày thấy không? Người ta cũng tập thể dục mà người ta mềm mại uyển chuyển như là ta múa vậy. Cái này là tập dưỡng sinh, còn con á là tập thể dục nhịp điệu mà không có nhạc con nhảy tầm bậy luôn á. Thôi đi cô, hai đứa con rồi mà còn nhảy tầm bậy á là có ngày. Lẹ lên cậu ơi, trễ giờ quay của tôi rồi. À. Trời, sức khỏe như vậy mà đặt làm nghề đạp xích lô chi vậy không biết nữa. Stop stop stop, dừng lại. Stop stop. Nhiêu tiền? Chưa tới mà. Xe chạy như vậy biết bao giờ mới tới? Trễ giờ quen của người ta rồi. 40 ngàn. Gì? Dạ 40 ngàn. Sao mắc vậy? Tại bà gấp đôi người ta. Anh nói gì? Gấp đôi là sao? Khách thường ta 50 ký. Trời ơi, bà tới 100 ký không gấp đôi làm sao? Chở bà, tôi muốn thắt thở luôn nè. Bà không thông cảm còn cự nữ nữa. Trễ giờ quay phim rồi chứ tôi đâu muốn cự nữ anh làm gì. Ủa, chị là nghệ sĩ, nghệ danh là gì? Mai Thanh Mạnh. Hèn gì, tôi đạp con cục xương sống luôn. Tôi lên xe đây tôi chạy tóc hạnh. Máy xong. Máy. Máy đô ly. Diễn. Cắt. Được rồi. Chờ một chút, Thịnh đi đạo diễn. Cảnh 120, cận đó anh. 120, máy bên phải diễn viên, cận. Xong. Lên đây. Đặt máy chỗ này. Sao bé mập vậy này chưa tới? Trời đất, chưa tới sao? Alo, em đây. Nè, bà đang ở đâu vậy? Trời
Trời ơi, tới phân đoạn của bà rồi. Dạ, em đang trên đường đi. Dạ, sắp tới rồi. Đó, anh thấy không? Đẻ lên. Bà đang trên đường sắp tới rồi. Anh tạm biệt chí đi. Thôi, chuẩn bị. Máy chạy. Máy chạy. Diễn. Rồi, tiêu mẹ nó rồi. Trời ơi, làm cái đoạn ở lúc nào. Trời giờ gặp quá cái vụ này. Có sao không? Sao kệ rồi. Đi bệnh viện thôi, lẹ lên. Rồi xỉu rồi. Em phải đưa đi bệnh viện thôi. Nè 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 chị nè, đưa anh đi bệnh viện đi. Hả? Hả? Giờ này bé mập chưa tới. Trời ơi, giờ này chưa tới là sao? Em đâu biết. Nè, giờ này sao hả ông chủ nhiệm? Dạ sắp tới rồi anh. Trời, giờ giấc kiểu này làm sao chịu nổi. Bây giờ có thể thay diễn viên được không? Kiếm đâu ra diễn viên bự giờ? Không cần biết. 15 phút nữa tôi quay. Nhiệm vụ của chủ nhiệm và phó đạo diễn á, là quy tụ đầy đủ diễn viên cho tôi quay. Bây giờ không có diễn viên làm sao quay? Hôm nay tôi quay tôi với ba ông lên rồi cho khỉ nó coi hả? Nghĩ sao đi. Đó, ông thấy ông làm khổ tôi chưa? Gọi điện thoại lần nữa coi. Dạ. Ngoài dùng phủ sóng. Ủa, tỉnh rồi hả? Đưa tôi đi đâu đây? Đi bệnh viện chứ đi đâu. Tỉnh hẳn cho cha nội. Ủa sao đi bệnh viện? Thì ông xỉu. Báo hại tôi quá trời. Khỏe chưa? Chưa. Sao thấy tứ chi nó bụng rủng? Sao bụng rủng? Đói. Trời. Đi nghe. À, đang đi đường tới. Ông chủ nhiệm đâu rồi? Chủ nhiệm. Sao vậy? Ông hẹn tôi tới đúng giờ, giờ chưa quay tôi lần sao? Dạ thông cảm đi anh Mung. Bực mình quá đi. Hợp đồng sáng nay quay, chiều tôi còn phải đi quay phim khác nữa. Dạ tôi biết mà. Mà cái cô này cũng kỳ nữa. Từ trước đến giờ đâu có bao giờ đến trễ đâu. Anh Mung thông cảm chút. Bây giờ mấy người coi tôi không ra gì hết. Thôi, khi nào đủ diễn viên á, điện cho tôi. Đi. Anh mua vé số anh. Ý, anh Minh Nhí. Nhắc chị lại lần nữa. Mung Nhí chứ không phải là Minh Nhí. Hiểu chưa? Kéo xe ra. Bực mình quá. Lên xe. Thôi lộn tên chút mà căng quá trời căng luôn à. Ủa, anh Tâm,
Sao anh ở đây vậy? Ủa Hương, đi đâu vậy? Em đi bán vé số nè. Bộ đây đang quay phim hả? Ừ, đang quay phim. Sao không thấy ai hết trơn vậy? Thiếu diễn viên. Thiếu diễn viên hả? Ừ. Có khó không? Em thế cho. Trời, vai này không có ai thấy được. Phải mập như cái lu kìa. Quay phim á, coi bộ khỏe vậy mà rắc rối quá ha. Ừ. Một người trục trặc là cả đoàn nghỉ. Bởi vậy phải chi mà em cũng mập như cái lu à. Chi vậy? Thì em đóng phim kiếm tiền về nuôi con. Sao Hường nói vậy? Phụ nữ người ta ai cũng muốn có thân hình thon thả, chứ ai lại muốn mập như cái lu bao giờ. Mà đóng phim á, cũng phải có tài năng, chứ đâu phải ai muốn cũng được. Nói giỡn với anh chơi vậy thôi, chứ có cho em cũng không dám. Ờ à, mà sao nam nữ trên phim hung nhau kỳ muốn chết. À anh lúc này khỏe không? Khỏe. Hai vợ chồng hai đứa con cũng đủ ăn. Ừ. Còn Hương thì sao? Ôi anh biết rồi còn hỏi. Cực lắm, bao nhiêu cũng đủ. Nghe nói ông bà có tới 6 đứa con phải không? Mới có 5 mà ông ơi. Cười gì vậy? Mắc cười thiệt. Vậy mà hồi đó thầy tướng nói em không có con nối giỏi. Tôi có 2 đứa con, lo ăn học muốn tắt thở. Huống gì ông đi làm đâu chưa? Cái hồi đi theo ông Tám á, ở Huỳnh Thúc Kháng á, bị bắt. Rồi cũng may mà nhờ anh nói được tha. Thất nghiệp, đạp xích lô kiếm sống qua ngày, trông chờ vô sách vé số này nè. Thôi em đi bán đi, sắp tới giờ sổ rồi. Khoan đã, nghe tôi nói nè. Tụi mình đã từng là bạn bè. Ừ. Bữa nào rảnh rỗi sắp xếp thời gian, tôi rủ nó đi nhậu một bữa. Có gì kẹt thì nói cho tôi hay. Có thể mình giúp nhau gì được không? Cảm ơn anh. Hôm về. Khoan đã. Ủa anh làm gì kỳ vậy? Hương, Hương. Thôi bây giờ hay làm vậy, coi như là tôi mua vé số. Tiền còn dư là tôi mua quà cho sắp nhỏ. Cảm ơn anh nhiều. Cặp 10 á nha. Nè, vé số trúng thì phúc lộc chia hai. Đây là địa chỉ của tôi. Cảm ơn anh nha. Cô ơi cô. Dạ, cho thêm tô nữa đi. Dạ. Dạ. Thôi được. Anh ăn thêm tô nữa đi. Nhìn mặt anh còn đói lắm. Ráng ăn thêm tô nữa đi. Thôi nhiều đủ rồi. 3 tô rồi còn gì. Tính tiền. Dạ. Coi như què nha. Què gì? Lỗ chứ què. Sao lại lỗ? Sao lại không lỗ? Bể một show quay phim còn gì mà không lỗ. Cho tôi gửi tiền. Dạ. Cảm ơn. Nghỉ, nghỉ. Xin lỗi kẹt xe. Phải rồi, bữa nay kẹt xe, mai kẹt xe nữa đi bà nội. Sửa được không? Xô xích lê chở cho anh bạn. Đừng chọc que nha. Không có chọc. Đi thì chở, không đi thì tiếp tục sửa đi. Bye bye. Ê, tên, tên.
Ủa anh Tám. Nhìn sau lưng nên không nhận ra. Phải rồi, vợ đẹp, năm đứa con khôn, đâu thèm nhìn ai nữa. Thôi đi cha, đạp kiếm sống thấy mẹ, thấy không? Thấy sao không thấy? Cho ông ta lên xích lô. Hay. Hay. Nãy giờ ở quán cà phê mày có thấy vợ mày không? Quán nào? Quán chỗ tao hương xe á. Thấy. Tào lao. Thiệt. Một thiên tình sự. Hôm nói chuyện tào lao quá. Không dám tào lao đâu, mà là sự thật. Vợ mày bán vé số chứ gì? Ừ, thì bán vé số. Rồi sao? Ừ, chuyện tình từ mấy tấm vé số. Thôi đi, vòng vo hoài. Ngày xưa bị một trận đòn vì cái tật dê vợ tôi á, chưa tẩn hả? Ừ, chuyện xưa như trái đất. Lúc đó vợ mày còn con gái, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chọc, đó là chuyện bình thường. Mà tao nói tội nghiệp cho vợ mày, năm con rồi mà nó cũng không tha. Tha gì? À, nè, quẹo vô, quẹo vô. Tới rồi hả? Chưa, nhưng mà cứ quẹo vô đi. Ngồi tâm tình rồi tao dũng cảm nói cho mày nghe sự thật phũ phàng. Anh, đi đón con đi, ngồi hát hoài. Trời, chưa tới giờ mà em. Lát nữa anh đi. Thầy ơi. Mà sao hôm nay về sớm vậy? Thiếu diễn viên, ông đạo diễn cho nghỉ, ngày mai quay tiếp. Từ từ. Nói phải có đầu có đuôi. Vòng vo. Không hề vòng vo. Mà phải nói thẳng, vợ mày với nó là hai ngôi sao đang tỏa sáng. Gió cấp 1 rồi phải không? Tao chịu mày. Tao vừa mới gặp vợ mày vô quán cà phê. Nó ngơ ngác nhìn quanh, rồi từ từ kéo ghế ngồi xuống. Tay đưa ra cọc vé số cho ngôi sao ngồi đối diện. Nó nói cái gì á? Tao ngồi xa quá nghe không được. Mày có biết ngôi sao ngồi đối diện là ai không? Từ từ. Mày mau quên quá. Ngày xưa tao bị loại vòng đầu, còn mày với nó vô chung kết. Cuối cùng mày thắng nó 5-0. Ông nói cà chía tôi không hiểu gì hết á. Không, tao không cà chía. Thì mày lấy con Hường. Bây giờ có 5 con. Còn thằng Tâm, Quý Dương Bạc. Thằng Tâm chưa hết đâu. Bây giờ mới gió cấp 2 nè. Hai đứa nó mua vé số khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ chưa dứt. Mua vé số hơn 1 tiếng đồng hồ. Đúng là gió cấp 2. Dũng cảm lắm. Gió cấp 3 nè. Tức quá. Tao nghe không rõ. Thằng Tâm á, móc ra nguyên một sấp tiền đưa cho vợ mày. Rồi hai tay đè lên nhau vậy nè. Đưa qua, đưa lại, đẩy qua, đẩy lại. Cuối cùng vợ mày đẩy sấp vé số qua. Thằng Tâm nó nghe vợ mày nói cái gì á, rồi gật đầu, cười hé. Hết phim. Giờ sao? Muốn giữ vợ thì phải nhốt nó ở nhà thôi. Nhốt ở nhà, lấy gì sống? Tao đã có cách. Nè, loại hàng mát mẻ không? Ê, ơi. Tao quý mày vì mày có tay nghề kỹ thuật, lại luôn trung thành. Tao đi bỏ mối, mày ở nhà đánh đĩa rồi bắn lẹ. Tao với mày mỗi ngày mỗi đứa 100.000 là giá chót. Sài Gòn Audio ra chương trình diễn nào làm mình có gì đó, cho nó sập tiệm luôn.
tôi nghe nói người ta sẽ có biện pháp. Mệt. Biện pháp gì? Thua. Tìm được cách thì mình đã cất nhà lầu rồi. Ok. Vô. Sao đây? Con cứ nói là về phe ba, sợ gì con? Con cũng về phe ba luôn. Về phe ba thì ba cho con đưa cơm tiệm đi. Tôi ăn cơm rồi. Alo, anh hai đây. Có việc rất gấp, họp tại cơ quan. Trời đất, họp gì giờ anh hai? Vậy mới gọi là họp gấp chứ. Bên bảo vệ văn hóa sở công an. Cậu tới ngay đi. Dạ. Em có thím ở nhà không? Em ơi. Chuyện gì vậy anh? Anh hai muốn gặp em. Không biết anh hỏi chuyện gì, em nghe điện thoại đi. Thôi em nghe đâu kỳ chứ bồ. Đâu được, nhanh lên, ổng chờ. Alo. Thím Tâm đó phải không? Dạ, dạ em đây. Thằng Tâm của bộ nó ngại ngại, nó sợ thím lắm nha. Dạ, dạ đâu có. Em chỉ nghe là anh nói là anh cần gặp em. Đang chuẩn bị ăn cơm phải không? Thôi được rồi, còn bữa cơm tối nay để tôi lo cho. Thím cho phép chú tới cơ quan họp gấp đi. Vậy thôi, có được không? Dạ, không có gì mà. Dạ được, chào anh. Anh kỳ quá à, đi họp mà cũng bắt em nghe điện thoại xin phép nữa. Anh đâu bắt em nghe đâu. Tại anh hai cần gặp em chứ bộ. Thôi anh bỏ đũa xuống đi đi, để anh hai anh chờ. Đi lẹ đi, đi anh. Mấy đứa ra đây. Ủa gì má? Má cho tiền kìa. Đi thay đồ mới hết. Bữa nay má dẫn mấy đứa đi ăn tiệm. Wow. Má cho em tới tiệm. Đi. Nè, nhà thằng Tâm ở chỗ nào? Nhà cái ghê, cửa xanh lè đang mở đó. Xuống đi. Đẩy xe về nhà ông. Rồi tôi lên tôi gặp nó, tôi tính sổ với nó. Phải nhà Tâm đây không? Dạ ba con có nhà. Vậy với ai ở nhà? Có mẹ con. Kêu ra đây. Mẹ ơi, mẹ có khách. Không nhận ra tôi hả? Tình nè, nhớ tôi không? Trời ơi, anh Tình. Anh làm tôi hết hồn. Tôi cứ tưởng. Tưởng cướp hả? Yên chí đi. Coi tôi vậy á, chứ giấy rách rồi phải giữ lấy lời. Dạ, lâu quá không gặp anh. Anh uống nước. Anh chị bây giờ ở đâu? Chị với lại mấy cháu có khỏe không anh? Bình thường. Anh Tâm về nhà có nhắc đến anh và chị Hương hoài. Mà hôm nay thì anh lại đi. Tiếc quá hả? Tính tới đây á, cảnh cáo nó mà nó không có ở nhà. Anh nói chuyện gì? Tôi không hiểu. Nó mà còn chàng ràng với vợ tôi thì tôi... Anh bình tĩnh. Anh nói chồng tôi chàng ràng vợ anh là sao? Tôi với nó là bạn cùng xóm với nhau từ hồi còn đi học. Trước đây tôi với nó cùng thương vợ tôi. Nhưng mà bây giờ ai nấy yên bề rồi. Đèn nhà ai nấy sáng. Sao nó còn tính chuyện sinh đẻ với vợ tôi? Trời ơi, anh nói vậy là sao? Nó tính chuyện đóng vai Tây Môn Khánh với con vợ Phan Kim Liên của tôi hả? Nhưng mà nó lầm rồi. Nó lầm rồi. Nó tưởng tôi là Võ Đại Lang hả? Không phải đâu. Tôi là Võ Tòng à. Trời ơi trời, có chuyện gì kỳ vậy? Tôi biết tính sao bây giờ? Tính gì? Trời ơi, không được đâu. Anh không được làm như vậy. Bây giờ anh phải bình tĩnh đã. Mình mà nóng quá là mình sẽ mất khôn liền. Bây giờ anh bình tĩnh, anh nghe tôi nói nè. Trước tiên á, chuyện nhà ai xử theo nhà đó. Anh á, thì về anh dạy vợ anh đi.
Còn tôi á, tôi sẽ khuyên chồng tôi phải tề gia trước. Trước khi trách người thì phải trách mình. Thôi được, tôi về, tôi tài vợ tôi thêm mấy đứa nữa để cho nó biết thế nào là công dung ngôn hạnh. Tôi về nha. Căng nửa vành trăng, căng nửa vành trăng, tôi là con trò nhỏ. Má ơi đói quá. Má ơi đói quá. Cho con ăn quá. Má ơi, má. Má ơi đói quá. Má ơi, chờ ba về á, tôi đi một lượt. Dạ. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, và em nói đã chốt yêu em rồi, là thực ra sao về trễ dữ vậy? Xe đâu? Bị công an giữ rồi, gạt gì cảnh. Rồi chừng nào mới lấy ra? Xe đâu chạy đây? Hỏi chạy xích lô nữa, cho dữ luôn. Kiếm tiền ra thay xỉn. Tôi vậy mà bà nói tôi xỉn. Chồng con gì nè trời. Tôi là châu bò với chồng con gì. Bà ngó coi tôi mọc sừng chứ. Say xỉn thì về nó bậy à. Ông nói sừng gì? Sừng đủ cái con á. Kêu ba dậy đi. Ba dậy đi. Chuyện gì? Ba đi ăn tiệm. Ba đi chung tụi con đi ba. Bà ngon quá. Bữa nay có tiền đi ăn cơm tiệm. Tôi cảnh cáo bà nghe chưa? Cảnh cáo gì tôi? Nó rờ tay bà. Nó thấy tay bà mét. Nó cho bà ít tiền. Dụ tôi nè. Cho bà dẫn tôi đi ăn cơm tiệm phải không? Ông nói gì kỳ vậy? Ai rờ tay ai mát tay? Thằng Tâm nó rờ tay bà. Rồi nó đưa bà ít tiền với ai? Trời ơi, ảnh mua vé số. Tôi đưa ảnh với rờ gì? Nói tầm bậy không mà. Kể từ mai bà nghỉ bán vé số đi. Nghỉ để chết đói hả? Cạp đất ăn chắc à? Bà khi dễ tôi quá. Bà coi tôi là đồng bỏ hả? Chẳng qua là chưa gặp thời thôi. Ngày mai tôi sẽ đi buôn bán nè. Bà ở nhà nội trợ, nuôi con cái ăn học. Cuộc đời bà sẽ thay đổi từ đây. Ông buôn bán cái gì mà vốn liếng đâu? Tôi sẽ trở về nơi tôi từng buôn bán. Vốn liếng và tạm cho lò hết. Ông Tâm là Tây Môn Khánh, bà Hương là Phan Kim Liên. Sao giống cái lương dữ vậy ta? Trời ơi, không còn một đồng bạc nào. Vé số hết tiền còn bày đặt mua vé số nữa. Bà Hường bán vé số. Trời ơi. Rồi. Vé số. Chuyện gì vậy em? Vé số trật hết hả? Người ta đâu có trật đâu. Anh đừng có làm bộ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Anh trả lời cho tôi biết là anh tính chuyện sanh đẻ với bà bán vé số là sao? Là sao? Bà bán vé số nào? Bà Hương chứ bà nào. Ủa, sao anh biết chuyện vợ tình đẻ như gà? Vợ người ta đẻ như gà. Vợ anh muốn tôi đẻ như vịt không? Thấy vợ tình đẻ nhiều, tôi kêu đẻ ít cho đỡ cực. Mắc gì? Mắc gì lo cho ta đẻ ít hay đẻ nhiều?
thì chỗ quen biết nhau, vô tình gặp vợ nó đi bán vé số, thấy tội nghiệp tôi mua vé số giùm coi như giúp nhau. Chứ em thấy nào giờ tôi có chơi vé số không? Sẵn dịp thì nói chuyện qua lại, chứ không phải kiếp cớ tính chuyện đều bột sinh tật. Nè Phan Kim Liên nè, con ngủ ngủ quay qua ngủ ha. Âu ơi con ngủ nha. Âu ơi dầu cầu giáng đông ninh, cầu tre một ba bốn. Hình như là vé số hôm nay cặp 10 có số này. 1, 2, 3, 4, 5. Ý đúng rồi. Trời ơi cái số này nó ngộ gì mà nó trúng sao ta. Ý anh Tâm. Ý mình ơi mình ơi. Mình dậy. Mình ơi dậy. Bữa nay tôi mệt muốn chết còn ý á gì nữa. Một bầy rồi còn chưa sợ còn ý á. Có thể lắm chứ. Nè nếu trúng thì phước lộc chia hai. Trời ơi vậy là anh Tâm mua nguyên một series. Ôi trời, trúng 500 triệu mà chia hai là một người 250 triệu. Dính rồi mình ơi. Mình ơi dính rồi mình ơi. Mệt quá thôi đi. Trời ơi đứa nhỏ chưa dứt sữa giờ nói dính bầu nữa. Ơi chứ sao nói. Anh Tâm trúng cặp 10. Trời ơi 1, 2, 3, 4, 5. Địa chỉ Cát. Ủa trời ơi Cát, nó nói là mệt. Thì còn ai kiếm chi vậy? Chờ một chút. Có chuyện gì? Anh Tâm đâu? Anh Tâm đâu? Ảnh đâu? Anh nào? Giờ này bây giờ còn đi kiếm? Thứ đồ lẳng lơ trắc đất. Hèn gì? Không, tôi phải gặp anh Tâm tôi mới chịu được. Trời, chị. Trời, chuyện gì vậy em? Tôi đã nói rồi, vợ tôi nó hiểu lầm, Hương cô tới đây làm gì nữa? Thôi, Hương về đi. Không. Về đi mà. Tôi. Về đi. Tôi phải gặp anh để tôi. Ở nhà, thấy chưa? Đêm hôm không ngủ rủ nhau đi đâu. Anh có đi đâu đâu. Anh à, trời, anh trúng. Vậy mà còn cãi nữa. Trúng rồi. Trúng cái gì? Tỉnh lại em, tỉnh lại. Anh trúng số độc đắc cặp 10 rồi. Độc đắc cái gì? Thôi Hương về đi mà.
Trời ơi, vé số hồi sáng anh mua đó trúng rồi. Tôi tới đây á để báo cho anh hay. Nè anh thấy chưa, tôi cầu cho anh trúng là anh trúng mà. Nè, 1, 2, 3, 4, 5 ra dò đi. Dò dò cái gì, giang ra. Về nhà bà dò, tôi xé hết rồi. Hả? Xé? Sao xé? Trời ơi, đúng rồi. Hồi tối tôi về tôi thấy bà xé, rồi bây giờ tùm lum tùm la. Mất tiêu 500 triệu rồi. Ê, Hương, Hương. Ra, để tôi. Trời ơi, chị ơi, chị ơi, chị